Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau, giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 50.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 42.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 30.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây dao động trong khoảng 31.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Bắc dao động trong khoảng 20.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Trung dao động trong khoảng 20.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Đông dao động trong khoảng 20.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Tây dao động trong khoảng 20.000 đồng kg. Giá vịt thịt Super M, miền Đông dao động trong khoảng 30.000 đến 31.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt Rimau, Bao, miền Đông dao động trong khoảng 31.000 đến 32.000 đồng kg. Giá gia cầm tại các địa phương, cụ thể như sau. Giá gà mía tại Nghệ An là 73.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 73.000 đồng mỗi kg, tại Hà Nội là 73.000 đồng kg. Giá gà Minh Dư tại Hồ Chí Minh là 57.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 57.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 55.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 55.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg. Giá gà ri tại Nghệ An là 43.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg. Giá gà nòi tại Cần Thơ là 72.000 đồng kg, giá vịt tại Hồ Chí Minh là 39.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 39.000 đồng mỗi kg, tại Cần Thơ là 42.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắc là 36.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 33.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 33.000 đồng mỗi kg tại Hà Nội là 33.000 đồng kg, thị trường giá trứng gà hôm nay lại thêm một ngày yên ắng, không có biến động mới nào được ghi nhận. Giá trứng gà trắng loanh quanh trong khoảng từ 1.900 đến 2.400 đồng mỗi kg. Trứng gà đỏ vẫn thấp hơn, giữ giá bán từ 1.700 đến 2.000 đồng kg. Kỹ thuật nuôi gà thả vườn đồi, chuẩn bị điều kiện nuôi, chuồng nuôi, trèm che, có quay, chụp sưởi ấm, máng ăn, máng uống. Tất cả phải được khử trùng trước khi sử dụng từ 5 đến 7 ngày. Chuồng đuôi phải đảm bảo thoáng mát mùa hè, kính ấm vào mùa đông. Nền chuồng thiết kế đúng kỹ thuật, cao tráo, thoát nước, chất động chuồng, trấu, dâm bào sạch, dày 5cm đến 10cm được phun sát trùng trước khi sử dụng, đảm bảo lưu thông không khí trong chuồng đuôi. 1. Chuồng trại, chọn khu đất cao tráo, thoáng mát để xây dựng chuồng gà nên làm chuồng theo hướng đông hoặc đông nam để hứng được nắng buổi sáng và tránh được nắng buổi chiều. Nếu nuôi nhốt hoàn toàn chú ý mật độ nuôi thích hợp. Nuôi gà thả đồi, vườn thì chuồng là nơi để tránh mưa nắng và ngủ đêm. Mật độ vườn thả gà đủ ít nhất 0,5 đến 1 mét vuông mỗi con. Mặt trước cửa chuồng nên hướng về phía đông nam. Sàn chuồng làm bằng lưới hoặc tre thưa cách mặt đất 0,5 mét để tạo độ thông thoáng, khô ráo, dễ dọn vệ sinh rào chắn xung quanh vườn bằng lưới B40, lưới ni lông, tre gỗ, tùy điều kiện đuôi của từng hộ, ban ngày khô ráo thả gà ra sân, vườn để gà có khoảng chơi, buổi tối cho gà về chuồng. 2. Lồng úm hoặc quay úm gà con. Lồng uống kích thước 2 m x 1 m x 0,5 m úm trung bình 100 gà con. Quay úm dùng quay úm bằng cót hoặc van tôn, cao 45 đến 50 cm, chiều rộng quay úm nới rộng theo tuổi gà đảm bảo mật độ trung bình giai đoạn ứng 30 con M2, sữa ấm cho gà bằng bóng điện sợi đốt, bóng hồng ngoại. 3. Máng ăn Khi gà còn nhỏ 1-3 đến ngày tuổi trải thức ăn trên giấy lót trong lồng ứng cho gà ăn. Khi gà 4-14 đến ngày tuổi cho gà ăn bằng máng ăn cho gà con, trên 15 ngày cho gà ăn máng treo. 4. Máng uống Đặt hoặc treo sen kẻ các máng uống với máng ăn trong chuồng hoặc vườn. Nếu để máng ở ngoài thì cần thiết kết lồng chụp chỉ để cho gà thò đầu vào uống, không cho chân vào máng nhằm đảm bảo vệ sinh, thay nước sạch cho gà hai đến 3 lần ngày.